Theo Sky Sports, Sadio Mane và Leroy Sane gây gổ với nhau trong phòng thay đồ sau trận đấu. Sadio Mane đã tung cú đấm vào mặt khiến Sane chảy máu. Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ việc Mane phàn nàn với Sane về cách giao tiếp trong trận đấu. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, máy quay ghi lại hình ảnh hai ngôi sao của Bayern Munich tranh cãi trên sân. Sau hành động nóng nảy của Mane, các đồng đội ngăn cản kịp thời, tách họ ra hai khu vực khác nhau trong phòng thay đồ. Khi toàn đội khách bay về đến Munich, Mane rời khỏi sân bay bằng xe riêng, trong khi Sane đi xe của câu lạc bộ. Theo mô tả từ Sky Germany, các cầu thủ Bayern Munich rất sốc và muốn Mane phải bị kỷ luật. Huấn luyện viên Thomas Tuchel mới nhận chức được 2 tuần nhưng đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề. Hai lãnh đạo có thể bị sa thải vì những vấn đề nội bộ của Bayern gồm giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić và giám đốc kỹ thuật Marco Neuer. Bộ đôi này là những người quyết định đưa Mane về Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Kể từ khi sang Đức thi đấu, Mane dần đánh mất chính mình. Trong 10 trận gần nhất, cựu cầu thủ Liverpool chủ yếu ngồi dự bị. Trong khi đó, tiếng nói của Sane trong phòng thay đồ của Bayern Munich lớn hơn nhiều. Mùa này, tiền vệ người Đức 13 bàn và có 6 đường kiến tạo sau 35 trận. Trong 10 trận gần nhất, anh đá chính 6 trận, ghi 1 bàn và 2 lần kiến tạo. Trong trận thua 0-3 của Bayern Munich trước Man City, Sane cũng được đá chính còn Mane chỉ vào sân từ phút 69. Sau sự việc hành hung đồng đội, tương lai của Sadio Mane tại Đức đang u ám hơn bao giờ hết.